Hello, chào mừng các bạn đã đến với Taka Anime. Anh biết đấy, anime phép thuật từ xưa cho đến nay có lượng fan hết sức đông đảo. Những kỹ năng mạnh mẽ, những trận chiến phép thuật mãn nhãn luôn là đặc sản của thể loại anime phép thuật. Để thêm phần đặc sắc thì những bộ anime phép thuật thường kết hợp thêm yếu tố tình cảm lãng mạn để tạo ra những tình huống đặc sắc và thú vị hơn. Hẳn là anh em yêu thích thể loại anime phép thuật đã chờ đợi video này từ rất lâu rồi phải không? Hãy cùng mình đến ngay với top 10 anime phép thuật tình cảm lãng mạn mà ở đó nam chính mạnh một cách kinh khủng nhé! Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Taka Anime thì hãy để lại một đăng ký kênh để đồng hành và ủng hộ bọn mình trong thời gian tới nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vị trí số 10, Seikoku no Dragoner, thể loại hài hước ecchi học đường fantasy. Việc học cách cưỡi và thuần hóa rồng đều rất dễ dàng với hầu hết các học viên tại học viện Ansarivan Dragoner. Ngoại trừ sinh viên năm nhất, Ash Black, người được các bạn cùng lớp gọi là đứa trẻ rắc rối số 1. Ash đáng thương là trò cười ở trường bởi vì mặc dù biểu tượng hình ngôi sao lớn của anh ấy đã đánh dấu rằng anh sẽ là bậc thầy rồng trong tương lai, nhưng vẫn chưa có bất kỳ điều gì thể hiện điều đó sẽ xảy ra cả. Con rồng của anh ta cũng chưa xuất hiện. Cho đến một ngày định mệnh, con rồng của Ash thức dậy trong ánh hào quang, nhưng nó lại xuất hiện hoàn toàn khác với bất kỳ con rồng nào từng thấy trước đây khi ở trong hình dạng một cô gái xinh đẹp. Tệ hơn nữa, Ash sớm phát hiện ra rằng con rồng này có thái độ hết sức kỳ lạ khi cô thông báo cho anh rằng cô là chủ nhân và anh ta là người hầu. Vấn đề của Ash với con rồng này chỉ mới bắt đầu. Vị trí số 9, Ino Battle, thể loại hài hước học đường romance siêu nhiên. Sau một cuộc họp câu lạc bộ văn học, bốn thành viên của câu lạc bộ cùng với cháu gái của giáo viên cố vấn của họ đột nhiên nhận thấy mình có sức mạnh siêu nhiên. Bây giờ với khả năng chế tạo ra ngọn lửa đen, thanh niên Chudibayo Zurai Ando là người trong trạng thái ngây ngất nhất về khả năng mới trong số họ. Thật không may, khả năng của bản thân cậu chỉ để trưng bày và không thể hoàn thành được bất cứ việc gì. Hơn nữa, cậu ta hoàn toàn bị những người xung quanh vượt ra. Thành viên câu lạc bộ Tomoyo Kanzaki có khả năng thao túng thời gian. Người bạn thời thơ ấu của Zurai, Hatoko Kushikawa, nắm quyền kiểm soát 5 yếu tố. Chủ tịch câu lạc bộ Sazumi Takanashi mang trong mình năng lực có thể sửa chữa cả vật thể vô tri lẫn cả sinh vật sống. Và cô cháu gái của giáo viên cố vấn Chifuyu Himeki có thể tạo ra các vật thể trong không khí. Tuy nhiên, trong khi bí ẩn về lý do tại sao họ nhận được những sức mạnh này dần được hé lộ, thì vẫn có rất ít thay đổi trong câu lạc bộ văn học. Cuộc sống hàng ngày của năm sinh viên mang trong mình những năng lực siêu nhiên này vẫn tiếp tục, mặc dù bây giờ nó không còn giống như xưa nữa. Vị trí số 8, Dragon Crisis, thể loại hành động phép thuật học đường Romance Seinen siêu nhiên. Bộ anime xoay quanh Ryuji Kisaragi, một thiếu niên có vẻ bình thường, đang sống một cuộc sống yên bình thời trung học. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của anh ấy bị gián đoạn sau khi người em họ thứ hai, Eriko, trở về từ nước ngoài. Ngay lập tức, Eriko kéo Ryuji đến một tổ chức có tên là Fang. Họ đã đánh cắp một cái hộp bí ẩn từ người môi giới và bỏ chạy. Sau khi mở hộp, Eriko và Ryuji đã tìm thấy một con rồng trẻ, có vẻ ngoài giống con gái với mái tóc dài màu vàng và đôi mắt màu xanh lấp lánh. Cô gái ngay lập tức nhận ra Ryuji và bị anh thu hút. Họ quyết định đặt tên cho cô gái là Rose, do hoa văn giống như là hoa hồng trên tay trái của cô. Đột nhiên, chính tổ chức đã bắt giữ Rose đến để đưa cô trở lại, nhưng Ryuji quyết định sẽ chiến đấu để bảo vệ cô ấy. Kể từ giây phút đó, Ryuji và Eriko bắt đầu một cuộc phiêu lưu bất ngờ nhưng thú vị khi mà họ cố gắng bảo vệ Rose khỏi các tổ chức khác nhau sẵn sàng bắt giữ cô. Ryuji dựa vào sức mạnh của mình, một Breaker cấp 10 để chống đỡ những kẻ xấu này. Trên đường đi, họ gặp những con rồng khác, những người trong số họ chia sẻ một quan hệ rắc rối với nhau. Ngoài ra, Ryuji phải đối mặt với một sự thật được giấu kín từ rất lâu kể từ khi anh được sinh ra. Vị trí số 7, Korewa Zombie Desuka, thể loại hành động superpower siêu nhiên. Ayumu Aikawa là một học sinh trung học 16 tuổi bị sát hại trong khi điều tra về một ngôi nhà đáng ngờ. Tuy nhiên, anh sớm tỉnh dậy bên cạnh một cô gái mặc áo giáp kỳ lạ. Cô tiết lộ rằng mình là người hồi sinh Ayumu, biến anh thành một thây ma.
Bây giờ bất tử, Ayumu bắt đầu săn lùng kẻ đã giết mình. Một ngày nọ, khi đang tìm kiếm trong một nghĩa trang, anh bắt gặp một cô gái trẻ tên là Haruna, người đang chiến đấu với một con gấu bằng máy cưa trong khi mặc bộ quần áo như là một cô gái phép thuật. Sau khi cô giết chết con thú, Haruna cố gắng xóa đi ký ức của Ayumu về cô, nhưng thay vào đó anh ta lại hấp thụ ma thuật của cô. Bị tước bỏ sức mạnh, giờ đây Haruna ra lệnh cho Ayumu đảm nhận vai trò săn lùng những sinh vật lạ được gọi là Megalo, những con quái vật lang thang trong thế giới loài người và khủng bố dân chúng. Korewa Zombie Desuka, theo chân những trò hề hàng ngày của thanh niên thay ma Ayumu khi anh bắt đầu cuộc sống mới hết sức lố bịch của mình, nơi những điều siêu nhiên trở thành thông thường. Vị trí số 6, Mahou Senso, thể loại hành động phép thuật viễn tưởng. Thế giới như chúng ta vẫn hằng biết thực ra vẫn còn một nửa là bí ẩn. Takeshi Nanase đã phát hiện ra điều đó vào một buổi sáng mùa hè. Trên đường đi tập luyện kendo, Takeshi tình cờ gặp một cô gái lạ bất tỉnh trong một bộ đồng phục. Takeshi giúp đỡ cô ấy và khi cô ấy tỉnh lại, cô vô tình biến anh thành một người có thể sử dụng phép thuật. Và điều Takeshi phát hiện ra, thế giới anh sống hàng ngày vẫn còn tồn tại một nửa là những người biết sử dụng phép thuật. Hầu hết những người dùng ma thuật chỉ muốn chung sống hòa bình với những người không phải là pháp sư, nhưng cũng tồn tại một số kẻ có tham vọng lớn hơn. Mui Yaiba, một pháp sư ghi danh vào Học viện Ma thuật Subaru, nơi mà người dùng ma thuật có thể học cách kiểm soát, truyền sức mạnh và học cách sống hòa bình với những con người bình thường. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Mui, Takeshi và những người bạn pháp sư mới Kurumi Isoshima và Kazumi Ida quyết định đăng ký vào Học viện Phép thuật. Cả ba người bạn đều có những lý do khác nhau để chiến đấu, cho dù họ chiến đấu để trốn tránh quá khứ hay bắt kịp tương lai. Họ sử dụng các loại sức mạnh khác nhau và họ phải học cách sử dụng chúng để chống lại với Ghost Jailers, một nhóm pháp sư sẵn sàng sử dụng bạo lực để khẳng định sự vượt trội của họ so với con người. Bị truy đuổi bởi Ghost Jailers, Takeshi và những người bạn của mình phải rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, đối mặt với thủ lĩnh của Jailers và ngăn chặn sự khởi đầu của đại chiến ma thuật thứ hai. Vị trí số 5, Ichiban Ichiro no Daimau, thể loại hành động hài hước ecchi phép thuật học đường Harem Fantasy. Với ước mơ có thể thay đổi thế giới bằng sức mạnh của mình, Akuto Sai chuyển đến Học viện Ma thuật Constant, nơi mà anh vô tình kết bạn với một cô gái ninja thẳng thắn, Junko Hattori. Trên đường đến học viện, họ thề sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cùng nhau. Tuy nhiên, vào ngày nhập học ở Học viện Ma thuật Constant, bài kiểm tra về khả năng nghề nghiệp tương lai của cậu cho kết quả tương lai trở thành ma vương. Khi lời định mệnh của cậu lan rộng, toàn trường bắt đầu sợ hãi cậu ta và niềm tin của Junko và cậu biến mất. Mặc dù Akoto quyết tâm không để lời tiên đoán đó kiểm soát số phận trong tương lai của mình, nhưng dường như mọi điều cậu nói và làm đều như đang củng cố sự thật rằng cậu ta sẽ trở thành vua quỷ. Hơn nữa, sau đó Akoto được bao quanh bởi hàng loạt những cô gái xinh đẹp. Mỗi người đều có mục đích riêng cho cậu ta, từ việc đưa cậu ra theo con đường công lý đến đơn giản là muốn tắm cho cậu bằng tình yêu. Với sức mạnh mới được đánh thức của mình, Akuto phải đương đầu với những thế lực mới và chiến đấu để chứng minh rằng số phận của mình là do bản thân mình định đoạt. Vị trí số 4, Seiken Sukai no World Break, thể loại hành động học đường Harem Romance Fantasy siêu nhiên. Seiken Sukai no World Break diễn ra tại Học viện Tư nhân Akane, nơi những học sinh có ký ức về kiếp trước đang được đào tạo để sử dụng Ancestral Art để họ có thể phục vụ như những người chống lại quái vật, được gọi là Metaphysical. Được biết đến như những vị cứu tinh, các học viên được chia làm hai loại. Kurt có khả năng sử dụng Prana của họ để triệu hồi vũ khí tấn công, và Kuroma có thể sử dụng phép thuật. Câu chuyện bắt đầu 6 tháng trước trong lễ khai giảng vào ngày đầu tiên của năm học. Sau khi buổi lễ kết thúc, nhân vật chính Moroha Haimura
gặp một cô gái tên là Katsuki Ranzo. Cô tiết lộ rằng mình chính là em gái của Moroha ở kiếp trước. Khi đó Moroha là một vị hoàng tử anh hùng, có khả năng kết liễu một đội quân với kỹ năng kiếm thuật của mình. Ngay sau đó anh gặp một cô gái khác, Shizuno Urushibara, người cũng tiết lộ rằng cô cũng biết Moroha ở kiếp trước khác. Khi đó anh ta là một chúa tể bóng tối có khả năng sử dụng ma thuật hủy diệt nhưng đã cứu cô khỏi cuộc sống nô lệ. Liệu những người đang sống cho cả hiện tại và tiền kiếp có thể thực sự đạt đến một tương lai tươi sáng? Cùng theo dõi cái thế giới phức tạp của Seiken Tsukai no World Break để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Vị trí số 3, Tamaro Gakuen 35 Shiken Shoutai, thể loại hành động AC Harem Romance Fantasy siêu nhiên Military. Trong một thế giới nơi bị bao phủ bởi những mối nguy hiểm và mối đe dọa ma thuật, tồn tại những chiến binh đặc biệt được biết đến với cái tên Inquisitor. Những người được giao nhiệm vụ ngăn chặn bạo lực và những mối đe dọa từ hành động bất chính này. Học viện chống ma thuật là một trường chuyên biệt, được xây dựng để giáo dục và huấn luyện những người điều tra này. Họ chia các sinh viên của mình ra thành các đội nhỏ để huấn luyện họ làm việc cùng nhau. Trong số các đội tài năng này có tiểu đội thử nghiệm thứ 35, được gọi là tiểu đội tạp ngư do tiểu đội dở hơi này vốn nổi danh là tập hợp của những thành phần bất hảo nhất trong Taimado. Một trung đội được hình thành từ một nhóm người tự cho mình là trung tâm, không thể hợp tác và gặp vấn đề về nhân cách. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi Oka Otori, một cựu điều tra viên mạnh mẽ nhưng mà tính cách có phần nổi loạn, bị buộc phải tham gia vào tiểu đội có xu hướng phá vỡ quy tắc của cô và vi phạm nghiêm trọng. Cô ý giết một ma nữ thay vì bắt giữ họ. Khi cô đụng độ với đội trưởng Takeru Kusanagi là một học sinh chỉ biết sử dụng kiếm, một kiếm sĩ bậc thầy có khả năng cắt đạn và tranh luận với phần còn lại của đội về quan điểm của cô về phù thủy. Nhóm yếu kém này còn cả một chặng đường dài nếu muốn thành công và leo lên hàng ngũ tại học viện chống ma thuật. Trước tiên họ phải gác lại sự khác biệt của mình và làm việc cùng nhau như một đội. Vị trí số 2, Charlotte, thể loại drama học đường superpower. Mặc dù bề ngoài, Otosaka dường như chỉ là một thiếu niên thông minh và điểm trai, anh ta sở hữu một bí mật đó là anh ta có khả năng đi vào tâm trí của người khác và kiểm soát hoàn toàn cơ thể của họ trong vòng 5 giây mỗi lần. Yu đã sử dụng kỹ năng này trong nhiều năm để gian lận và đạt cho mình điểm số cao nhất, giúp anh ta đậu vào một trường trung học danh tiếng. Khi Nao Tomori bí ẩn phát hiện ra năng lực đặc biệt của Yu, cô đã ép anh và em gái Ayumi chuyển đến học viện Hoshinomi, một ngôi trường dành cho học sinh sở hữu những khả năng siêu nhiên. Chủ tịch hội học sinh của trường do Nao đứng đầu được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi và xử lý những thanh niên lạm dụng năng lực của họ. Yu bị buộc phải tham gia hội học sinh và cùng nhau, họ phải đối mặt với những thử thách ghê gớm, đưa anh ta đến gần hơn với sự thật gây sốc rằng khả năng mà anh vốn dĩ nghĩ rằng không hoàn chỉnh của anh thực sự ra mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Vì lời hứa của anh với Nao, Yu đã quyết định sẽ đi đến một chặng đường hết sức khó khăn để không một ai trên thế giới phải chịu đựng những đau khổ của năng lực siêu nhiên nữa. Vì tình yêu, liệu cậu có làm được điều đó? Vị trí số 1, Kenza no Mago, thể loại hành động hài hước giả tưởng siêu nhiên phép thuật Seinen. Ở vương quốc Old Side, Merlin Warford đã từng được coi là một vị anh hùng dân tộc, được ca ngợi vì cả sức mạnh lẫn những thành tích của mình. Tuy nhiên, ông thích một cuộc sống yên bình. Ông quyết định ẩn mình trong chốn rừng sâu, dành thời gian để nuôi dạy một đứa trẻ mồ côi mà ông đã vô tình cứu giúp. Cậu bé mồ côi này được ông đặt tên là Shin, với kiếp trước là một thanh niên làm công ăn lương bình thường ở Nhật Bản thời hiện đại. Sau khi bị tai nạn và được tái sinh vào thế giới của Merlin, trong khi vẫn giữ được ký ức kiếp trước của mình. Nhiều năm trôi qua, Shin thể hiện tài năng vô song cả phép thuật lẫn võ thuật trước sự kinh ngạc của Merlin và những người xung quanh. Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật thứ 15 của mình, Shin trước nay chỉ được dạy để phát triển kỹ năng chiến đấu của mình và không có gì khác, khiến cho cậu ta lúng túng cho các vấn đề khác của xã hội.
Do đó, Shin đã quyết định đăng ký vào Học viện Ma thuật của Vương quốc để trau dồi kỹ năng, đồng thời tiếp thu các kiến thức xã hội mà cậu ta còn thiếu. Tuy nhiên, sống một cuộc sống bình thường đối với cậu là không thể xảy ra. Cậu được coi là người nổi tiếng gần như ngay khi cậu đến bởi vì cậu là cháu nuôi của anh hùng số 1 Vương quốc và người bà cũng không kém phần nổi tiếng. Kenza Nomago theo dõi cuộc sống trung học của Shin Warford ở thủ đô khi mà anh tìm được cho mình những người bạn mới và cả người con gái mà anh yêu thương, tìm hiểu về thế giới và chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa khác nhau xung quanh cậu. Trên đây là top 10 anime phép thuật tình cảm lãng mạn mà ở đó nam chính mạnh một cách kinh khủng mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết mà rồi. Nếu 10 cái tên trên chưa đủ thì hãy bình luận cho Taka Anime biết để mình gấp rút làm thêm phần 2 nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh Taka Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!